Thực ra thì chiếc Tucson này đã về với em Hương được 2 hôm rồi, nhưng mà em cho đi dọn. Nhưng mà chưa dọn được vì là chủ salon rất là đông khách nên chưa dọn được. Mà rất là nhiều khách hàng quan tâm về chiếc Tucson đời 2010 bản nhập Hàn, máy dầu này của em, nên em đã đánh về. Dù rằng là xe mới về thôi nhưng mà nó không hề xấu nhá. Đây là một chiếc Tucson máy mộc sơn nguyên zin, xe đẹp căng mà em vừa mới về, đời 2010. Và em đang dự tính bán là 535 triệu. Mà em chưa dọn dẹp gì đâu nên là em vẫn cứ quay. Nhưng nếu những khách hàng nào mà quan tâm và yêu thích, thiện chí thật sự khi mà yêu thích dòng xe Tucson máy dầu, nhắc máy lên và gọi cho em có hotline 0354602790 để được em Lê Hương làm việc trực tiếp nhá. Vì em chỉ có một chiếc duy nhất thôi mà rất là nhiều khách hàng quan tâm, thì em đã cho từ xưởng về. Mặc dù mang ra xưởng để dọn dẹp, để rửa cho nó sạch sẽ đi, nhưng mà xưởng bận chưa làm được nên em lại đánh về luôn để quay video chi tiết cho các bác đây ạ. Một chiếc xe Tucson nhập Hàn, bản này là số tự động, option của em nó khi em mà kể ra thì khách hàng sẽ yêu luôn. Nên là em nghĩ sẽ bay ngay sau khi em đăng video này. Nên những bác nào thật sự thiện chí nhá, nhấc máy luôn khi nhìn thấy video này của em này. Với lớp sơn màu đen đẹp, form dáng gầm cao 5 chỗ ngồi Tucson đây, các bác nhìn cho em này. Đèn là đèn bi salon siêu sáng, cũng như là đèn gầm cũng là đèn bi đẹp. Nước sơn màu sen, sơn là màu đen đẹp cực cho em này. Đèn bi salon siêu sáng này, nhìn gần nó giống như mắt một con báo luôn, rất là sáng, trông rất là đẹp luôn. Mặt ga lăng với những đường dập nổi này. Và điều đặc biệt nữa là em nó có một cái dải đèn led, nó không giống như những cái dải đèn led của chiếc xe khác mà nó nhỏ, mà đây là dải đèn led to đùng luôn. Đây là đèn led độ thêm này, nhìn rất là đẹp. Mới chỉ là ở cái phần ngoại thất thôi, một chút nữa em sẽ quay về phần nội thất cũng như động cơ máy móc thì khách hàng sẽ yêu luôn. Em nghĩ là chốt luôn 535 triệu, bao cho mình là bao gì bây giờ, bao hồ sơ vận chuyển 100 cây quay đầu, bao ship luôn. Nếu như mà xa quá thì em phải xin một chút tiền ship để nhờ bên thứ ba để giao xe cho mình. Đèn là đèn bi salon siêu sáng, hai bên không hề hấp hơi hay là mờ nước này. Đèn gầm có này, những đường dập lồi trên thân xe thì cực kỳ sắc nét. Khi các bác đi mua xe, các bác sẽ đứng vào góc nghiêng như thế này, vì đây là cái góc nếu như mà không may xe mà đâm đụng thì góc nghiêng nó sẽ bị lộ ngay. Nhưng đây em cam kết và cũng như tự tin quay khách hàng nhà mình không đâm xô, không bơi lội, không ngập nước. Những cái đấy nó không cùng đẳng cấp các bác nhé. Đi mua xe một doanh nghiệp làm việc lớn mà đi mua những chiếc xe lỗi, chiếc xe bị đâm đụng cũng như chiếc xe bị hấp hơi mờ nước thì nghỉ luôn đi, bán làm gì nữa đúng không ạ? Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ 4 bánh cho em, gầm bệ thì rất là cao. La răng thể thao đẹp, lốp vẫn còn tương đối đẹp cho em, vẫn còn nguyên những cái lông này, khe rãnh vẫn còn sâu này. Xin nhan thì được tích hợp ở trên gương này, có cái mạ ốp chân kính, viền chân kính trên dưới đều ốp hết mạ chrome cao cấp cho em rồi. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, có kệ bước chân lên xuống. Kệ bước chân đây vì xe 5 chỗ gầm cao mà không lắp cái kệ này vào, bước lên hơi với chân. Một chút nữa thì em sẽ quay sang khu vực phía dưới, em sẽ muốn mở cửa luôn vì xe quá là chất, quá là đẹp. Táp ly em cũng quay luôn cho khách hàng nhà mình đấy ạ. Táp ly này, những cái tiểu tiết như táp ly không mòn bóng này, keo chỉ zin đẹp luôn, máy dầu. Keo thật, keo quá, quay thật mà kỹ khách hàng nhà mình này, keo chỉ zin này. Riêng cái phần này là nhựa cứng này, bệ tì tay này sẽ làm bằng da mềm nhá. Phần trên này sẽ làm da mềm này, còn đây là nhựa cứng này. Có cái hộc để đồ lướt cá nhân cho mình này, loa to bản này. Và chiếc xe này đếm xương xương thôi sẽ có bản là 10 túi khí an toàn trang bị quanh xe. Có 10 túi khí an toàn cho em. Quay từng con ốc chi tiết này. Video này em sẽ cố gắng quay thật là nhanh nhưng cũng cố gắng chi tiết nhất, vì xe nó có quá nhiều option nên sẽ nghĩ là không thể nhanh được. Táp lô thì đẹp căng không nói đến, phần táp lô này đẹp này. Đó, túi khí an toàn 10 túi khí này. Đầu đài nguyên bản theo xe có cam hành trình, nhưng với cái cam hành trình xịn sò này, không chỉ những khi các bác bật lên nó có thể quay được cam hành trình phía trước này, quay được luôn cả cái cam hành trình, nó có sẽ có hai mặt nhé, quay cả về đằng sau nữa để xem người ngồi. Khi bố mẹ lái xe này mà con nhỏ làm phía sau mà bố mẹ muốn tập trung nhìn thẳng mắt và lái xe thì hãy nhìn vào cam hành trình này, một ô này nó sẽ quay được lại được cái hàng ghế xa thứ hai, để khi các mẹ bố các bố lái xe thì vẫn có thể để ý được con này. Điều hòa auto nóng lạnh cho em, sấy sưởi kính này, sấy ghế hai bên nhé. Vì cái xe là nhập Hàn, khu vực bên Hàn họ hay bị lạnh hơn bên Việt Nam, nên cái phần sấy sưởi ghế, sấy sưởi kính này, điều hòa này rất là ấm luôn. Có sấy sưởi ghế hai bên cho em này, có cả sấy sưởi ghế hàng phía sau nữa nhé. Trang bị cho em tẩu thuốc cũng như cổng AOX, cổng USB. Điều hòa thì mát lạnh cho em, sấy sưởi kính này, đầu DVD này có đầy đủ cho em, đề lỗ thông minh,
Và đặc biệt là em nó là máy dầu 2.0. Đây các bác nhìn này, đây cũng như là cái màn hình, cam hành trình màn hình này, em đang tắt máy không mở được lên. Và chiếc xe này em thích nhất là có cửa sổ, không phải một ô cửa sổ đâu mà nó còn có là cửa sổ toàn cảnh luôn. Tại vì là em đang không nổ máy nên em sẽ phải dùng bằng tay để em kéo ra. Còn nếu như mà nổ máy thì đây sẽ là cái hệ thống điều hành. Hệ thống này sẽ là mở này, cửa trần này, cửa trần toàn cảnh cho em nhé. Cửa sổ này, toàn cảnh, cửa trời đấy, hai vùng luôn. Ghế trước và ghế sau đều có này. Một chút nữa xuống hàng ghế sau em sẽ quay cho mình. Máy dầu 2.0, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em trước và sau. Điều hòa hai vùng nóng lạnh rõ rệt cho em luôn. Nhập hàn, rất là đẹp luôn. Máy dầu một chiếc duy nhất mà cho đi đánh dọn mà có hai hôm thôi, thợ bận chưa làm được mà khách hỏi hình ảnh mà video nhiều quá. Móc khóa cửa trẻ nhỏ thông minh này, khi các bác đi này, chốt cái khóa này vào, trẻ em các con nhà mình sẽ không thể tự ý mở cửa được khi mà bố mẹ đang lưu thông. Đây, bố mẹ tập trung vào lái xe quá là yên tâm rồi. Táp ly đẹp này, từng con ốc này. Vì đây là chiếc xe mộc nên khách hàng hãy thông cảm cho em, vì nó có hơi một chút gì đấy là bụi bẩn, nhưng mà em cam kết xe đẹp. Ghế da zin, hệ thống máy móc đẹp. Và em đã nói rồi, không đâm xô, không ngập nước, không bơi lội gì hết cả. Sàn đẹp luôn nhá. La răng thể thao cũng như là phanh ABS chống bó cứng đẹp cho em. Các khớp lối này khít luôn. Cụm đèn hậu phía sau siêu to, siêu sắc nét, ăn sâu hơn một chút vào lắp cốp. Phía sau cũng có cho em là 2, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau này, Tucson đây ạ. Có cam lùi đầy đủ cho em rồi, Tucson đẹp luôn. Đèn báo rẽ trên cao. Và điều đặc biệt mà em thích nhất ở chiếc Tucson này đó là phần khoang cốp. Ui nặng quá, mở cái cửa một tay. Khoang cốp của em Tucson đây các bác nhìn này, giống như một cái giường mini luôn. Giống như một cái giường luôn, khoang cốp cực kỳ rộng rãi cho em. Có cái này kéo ra. Đó các bác nhìn này, mắc vào đây. Đấy. Đây, đây khoang cốp các bác nhìn cho em này. Đây vẫn có để được đồ cho mình nếu như mình kéo ra nhá. Còn khoang khu dưới cũng để được, tức là để cốp thành hành hai tầng cho em. Rất là xịn xò luôn. Em sẽ quay cho mình. Đây, lốp sơ cua cũng như là dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên, sàn bệ đẹp căng cho em luôn này. Đầy đủ cho mình. Khoang cốp sạch sẽ, có thảm 3D rồi. Từng con ốc nhỏ nhất khuya khoang cốp em cũng quay cho mình, cũng như là máng nước này. Em đã nói rồi, xe mộc của bác chủ cũ này, mà bác ấy cực kỳ yêu xe luôn. Và điều mà em cũng thích nhất đức trước là ở chiếc xe này, đó chính là hệ thống loa. Các bác nhìn cho em này, đây là cái lắp cốp của xe em đang quay mở lên nhá. Mà hai cái lốp, hai cái loa này ở khoang lắp cốp này, khi các bác nghe nhạc này, âm thanh của loa nó sẽ chạy đều quanh xe cho em. Nghe đập vào tai rất là phê luôn. Quay cho khách hàng nhà mình keo chỉ zin lắp cốp này. Tại vì em quay ngược nó hơi bị lóe một chút, nhưng nhìn có rất là đẹp, từng cái lốm cao su còn đẹp căng cho em. Hai đôi thụt rất là nhẹ nhàng. Đóng cửa chắc chắn này. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Đây em lại đứng khu vực góc nghiêng như thế này để nhìn cái lớp sơn nó bóng nó đẹp như thế nào đúng không ạ? Có giá để trên cao nên với chiếc xe này các bác đi gia đình, đi dã ngoại, đi vui chơi để đồ cực kỳ lý tưởng này. Cốp to rồi, phía trên có thể để được những đồ khác nữa. Với cái phần giá để đồ nhá. Thiết kế tinh tế cho gia đình. Lốp này là lốp 17 inch to, mâm này các bác nhìn mâm đẹp chưa? Sáng trang đẹp căng cho em. Ốp hết mạ chrome viền chân kính với phần ở trên rồi, tay lắm cửa ốp mạ chrome luôn. Ghế da xin đẹp lét. Ghế da zin đẹp luôn cho em này, móc khóa cửa sáng choang, kệ bước chân lên xuống đẹp luôn. Sấy sưởi kính này. Sấy sưởi ghế luôn này. Hàng ghế thứ hai cũng có hàng ghế cũng có phần sấy sưởi cho em nhé, rất là ấm. Mẹ nó nói rồi, đây là bản nhập hàn. Sấy bình thường những dòng xe khác chỉ có sấy sưởi ghế trên thôi, nhưng dòng xe này có cả sấy sưởi ghế ở hàng dưới luôn. Hai hàng ghế đều có sấy sưởi cho em, rất là ấm luôn. Móc khóa trẻ nhỏ, keo chỉ zin bên cánh cửa đây. Đấy, đóng cửa chắc lịch luôn. Tucson. Nút mở một trạm thông minh xi nhan trên gương. Quay luôn cho các bác xem phần bánh trước của chiếc xe. La răng thể thao. Lốp 7 inch rất là lốp 17 inch rất là đẹp luôn này. Xi nhan trên gương đẹp căng, gương kính thì liền đời theo xe, không đâm xô, không ngập nước. Ghế chỉnh điện 8 hướng cho em nhé, chỉnh điện ạ. Sẽ chỉnh trực tiếp như thế này. Quay cho các bác cả phần cánh cửa này, móc khóa này, sticker nhà sản xuất nữa này. Kệ bước chân lên xuống.
cụp chỉnh gương tự động cho em này, móc khóa cửa đẹp chưa ạ? Táp ly cửa keo chỉ zin này. Một video mà đã quay hơn 10 phút rồi vẫn chưa hết được option. Với chiếc xe này thì phanh, hệ thống phanh tay nó sẽ là đạp một phát như thế này vào đây. Đây nhá, sẽ đạp như này. Nó thay cái chiếc phanh tay của khách hàng nhà mình khi những dòng xe khác là sẽ là cần phạt phanh tay. Thì đây phanh tay nó sẽ ấn vào đây nhá. Có hỗ trợ cho em chế độ đổ dốc đổ đèo này, đổ dốc đổ đèo luôn. Hệ hỗ trợ cho em hệ thống trơn trượt đổ đèo luôn này. Máy này, hệ thống eco siêu tiết kiệm nhiên liệu cho mình. Em sẽ lề lổ thông minh lên này, có lề lổ thông minh. Bạn nhập Hàn đẹp cho em. Cần số đây nhá. Có hai cái để nước cho mình, minh họa trực tiếp luôn. Em vừa uống trà sữa em để luôn vào đây. Cóp để đồ cũng như là bệ chống mỏi tay này. Bạn này 10 túi khí an toàn. Đấy, gương này. Đây, em quay luôn cả Euro chuẩn này. 14.000. Hơn 14 vạn một chút thôi. Xe chạy rất là ít, nếu so với đời này sẽ rất là ít rồi. Mà còn là máy dầu nữa, máy dầu đã Tucson đã hiếm rồi, lại còn là máy dầu nữa này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng có nghe gọi khẩu lệnh cho em này. Túi khí an toàn này. Áo da của vô lăng thì bác chủ cũng cẩn thận bọc vào thôi, chứ nếu bóc ra thì vẫn còn đẹp căng luôn. Điều hòa mát lạnh. Cửa sổ toàn cảnh panorama đây ạ. Em đang bật nhá. Đó, một nút nhẹ nhàng như thế này thôi là đã mở được cửa sổ rồi. Đèn trần đây này, cửa sổ toàn cảnh này. Đấy, đóng cửa nhẹ nhàng chưa ạ? Đó, nhẹ nhàng. Đấy, lại mở ra. Cái dây trượt của nó rất là nhẹ nhàng luôn. Và bây giờ thì em Đê Hương đang cho lổ máy. Bây giờ em sẽ mở khoang động cơ máy móc. Mở máy lên cho các bác nghe này. Option bên trong này, hỗ trợ trơn trượt đổ đèo cho em. Hỗ trợ trơn trượt này, hỗ trợ đổ đèo này. Điều hòa thì auto này, sấy sưởi kính hai vùng, ghế sau cũng có này. Ghế này, ghế chỉnh điện 8 hướng cho em. Và bây giờ em đang cho. Các bác cùng nghe tiếng động cơ máy móc. Máy đang lổ nhá, cùng em Hương nghe này. Rất ít khi mà em mở khoang động cơ máy móc lên để cho khách hàng nhà mình cùng nghe và trải nghiệm này. Bên trong khoang động cơ thì có hơi bẩn một chút, vì em đã nói ngay từ đầu video rồi. Là em đang làm cho một cái xe mộc chưa dọn gió, chưa dọn rửa một chút nào luôn. Thảm chống nóng giảm nhiệt còn nguyên này, keo chỉ này. Em xin phép được tắt máy đi để em nói nhé. Rồi đây là một chiếc xe mộc nên là nó sẽ hơi bụi bẩn một chút này. Bụi bẩn nó khác, mà lỗi nó sẽ khác nhé, khô đét luôn. Chính ra bụi bẩn như thế này thì mới thấy rằng xe của em nó khô đẹp như thế nào. Không hề bị gì xét, không hề bị da dầu, da nước gì. Hệ thống phanh này, ABS này, ụ giảm chấn tay đèn, không hề có một dấu hiệu nào đâm xô. Từ cái thảm này nếu như mà xe chạy nhiều mà lát nữa, không bao giờ giữ được cái thảm này luôn ạ. Keo cánh chỉ, keo chỉ ở phần lắp cabo này, lốt giả thuần xuất này, đẹp căng luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay cho mình một video chi tiết nhất về chiếc xe, về một mẫu xe Tucson đời 2010, số tự động. Và đây là bản này là máy dầu cho em, nhập Hàn, giá chào bán là 535 triệu. Nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương, có hotline 0354602790 nếu như khách hàng thật sự yêu thích mẫu xe Tucson ở bên em Hương nhé. Còn video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn lại gặp lại tất cả khách hàng của em vào những video tiếp theo. Và đừng quên 11:30 các ngày trong tuần em có sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương Ô tô Hải Dương, báo giá trực tiếp trên livestream nhé. Rất mong sẽ nhận được những cuộc gọi, những inbox thân yêu khách hàng nhà mình. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.